Cô xin chào tất cả các con. Đến với bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con nặn một số sản phẩm của nghề gốm. Trước khi vào bài học, cô sẽ đưa chúng mình đến tham quan một làng nghề truyền thống. Và các con hãy đoán xem đó là làng nghề gì nhé. Giữa nhịp sống hối hả của đời sống hiện đại, dường như các làng nghề tại Việt Nam ngày càng mất dần đi nét đặc trưng vốn có. Thế nhưng, chỉ cách Hà Nội 13 km về phía đông nam, một ngôi làng trải qua biến thiên của thời gian vẫn giữ được những nét cổ kính, thanh bình cùng nét nghề quý. Đó là làng gốm Bát Tràng. Gốm Bát Tràng có mặt trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả các sản phẩm Bát Tràng còn xuất hiện cả ở nước ngoài. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là nơi làm nên một thương hiệu mang tính quốc gia, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa của thủ đô, mà còn là một trong những điểm du lịch ở Hà Nội được nhiều người yêu thích. Để tạo ra được những sản phẩm gốm đẹp mắt và tinh xảo, đòi hỏi các nghệ nhân phải luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến tạo hình và trang trí sản phẩm. Mỗi sản phẩm được tạo ra chứa đựng bao công sức, nỗi niềm, hy vọng của người làm ra chúng. Vì vậy, mỗi khi sử dụng sản phẩm, các con hãy luôn trân trọng và giữ gìn, đừng phụ công lao của những người đã làm ra chúng nhé. Các con vừa được quan sát nghệ nhân thực hiện các bước để tạo thành một chiếc bát rất xinh xắn và đáng yêu đúng không? Và hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình nặn một chiếc lọ hoa nhé. Và để làm được điều đó thì các con cần chuẩn bị những nguyên liệu như khăn lau tay, đất nặn, bảng nặn. Để tạo hình được một chiếc lọ gốm, chúng ta cần nhiều màu đất nặn. Các con làm mềm đất và lăn dài chúng ra. Các con chập 3 màu đất nặn và vặn xoắn thật nhẹ. Để 3 màu có thể trộn vào với nhau, chúng ta gặp lại và nhào đất. Các con bóp và lăn dọc, làm sao cho 3 màu đất nặn có thể trộn vào với nhau. Sau khi được một khối đất, các con bắt đầu tạo hình dáng cho chiếc lọ bằng cách các con dùng các đầu ngón tay bóp đều vào phần phía trên, vừa bóp vừa xoay tạo thành điểm thắt gọi là cổ lọ. Các con nắn chỉnh phần thân tạo cho chiếc lọ có hình thuôn nhỏ dần ở phía dưới, sao cho đáy lọ nhỏ hơn phần thân lọ là được. Chúng mình nắn chỉnh làm sao cho chiếc lọ có độ đều và độ cân xứng nhé. Tiếp theo, các con miết tạo độ mịn và độ loang màu cho phần thân lọ. Để tạo miệng lọ, các con dùng một chiếc bút ấn sâu xuống. Sau đó, dùng ngón tay bóp nhẹ theo đường vòng tròn, tạo độ mỏng và độ loe rộng cho phần miệng lọ. Vậy là chiếc lọ của chúng mình sắp hoàn thành rồi đấy. Như vậy là cô đã nặn xong lọ hoa rồi. Để trang trí cho lọ hoa thêm đẹp, chúng mình có thể dùng hoa giả hoặc những nguyên liệu tùy thích để trang trí cho lọ hoa nhé.
bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô hy vọng rằng các con sẽ có những trải nghiệm thật thú vị bên những người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau.